Vinhome VHM nhận chuyển nhượng công ty là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội 87 ha tại Khánh Hòa. Trước đó, Vinhome cũng thông qua góp vốn 100 tỷ đồng thành lập công ty còn là công ty cổ phần phát triển và đầu tư xây dựng Vincon 2. Trụ sở chính ở phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa. Công ty cổ phần Vinhome, mã chứng khoán VHM vừa công bố thông tin về việc nhận chuyển nhượng 99% cổ phần trong công ty cổ phần muối Cam Ranh. Cụ thể, Vinhome cho biết, căn cứ kế hoạch về việc tập trung phát triển hoạt động kinh doanh bất động sản của công ty. Ngày 16 tháng 11, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã thay mặt Hội đồng Quản trị ban hành quyết định về việc Vinhome nhận chuyển nhượng 99% cổ phần của cổ đông trong công ty cổ phần muối Cam Ranh. Sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng cổ phần, Vinhome trở thành công ty mẹ của công ty cổ phần muối Cam Ranh. Công ty cổ phần muối Cam Ranh được thành lập từ năm 2000, có trụ sở chính nằm tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Hồng Quân. Theo thông tin trên báo Khánh Hòa, công ty cổ phần muối Cam Ranh là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội 87,64 ha tại phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Dự án gồm các hạng mục nhà ở liền kề, nhà ở thương mại, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trung tâm văn hóa thể thao. Từ năm 2000, công ty chuyển sang mô hình công ty cổ phần và được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho thuê đất có thời hạn đến năm 2026. Trước đó, Vinhome cũng đã ban hành nghị quyết thông qua góp vốn 100 tỷ đồng thành lập công ty còn là công ty cổ phần phát triển và đầu tư xây dựng Vincon 2. Doanh nghiệp mới này hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản và hoạt động liên quan khác, trụ sở chính ở phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa. Vinhome sẽ góp vốn bằng tiền mặt chiếm 99% vốn điều lệ của doanh nghiệp. Trong Đại học Công đoàn Thường niên năm 2022 của Vinhome, ông Phạm Thiếu Hòa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinhome cho biết, trong 5 năm tới doanh nghiệp này sẽ tập trung xây dựng khoảng 500.000 căn nhà ở xã hội tại khu vực vùng ven những đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Các dự án nhà ở xã hội của Vinhome sẽ mang thương hiệu Happy Home, quy mô mỗi dự án từ 50 đến 60 hecta. Dự kiến giá bán căn hộ sẽ dao động từ 300 đến 950 triệu đồng mỗi căn. Vinhome hứa hẹn sẽ giúp nâng tầm nhà ở xã hội với hệ sinh thái đầy đủ tiện ích như công viên, khu vui chơi trẻ em, sân chơi thể thao.